cắt bỏ một bên ngực vì khối u xương đỏ hóa ung thư. Mới đây, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đã buộc phải cắt chọn một bên ngực cho nữ bệnh nhân N.T.L.E, sinh năm 1968. Nếu không phẫu thuật kịp thời và triệt để, bệnh nhân phải đối mặt với nhiều đau đớn và nguy cơ di căn cao. Chị E kể, bản thân phát hiện khối u vú từ hơn một năm trước và ngày càng lớn dần kèm xương đỏ, loét ra da, gây đau, chảy máu. Tại khoa ung bướu, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm cần thiết, đánh giá đây là trường hợp ung thư vú lan rộng nên quyết định sử dụng thuốc đặc trị. Tuy nhiên không may là khối u đáp ứng kém với thuốc, thời gian đáp ứng ngắn nên sau vài lần ổn định, khối u tiếp tục tiến triển. Khoảng một tháng gần đây, khối u lớn nhanh kèm lở loét chảy máu nhiều, bệnh nhân đau đớn kéo dài, suy kiệt, phải truyền máu nhiều kèm tình trạng nhiễm trùng trên u khó kiểm soát nên các bác sĩ đã quyết định phải mổ cắt chọn khối mô vú và u. Khó khăn là khối u quá lớn chiếm toàn bộ mô vú và thành ngực, phải, lan hông, phải, xâm lấn các cơ thành ngực, thần kinh và mạch máu vùng nách và vấn đề quan trọng nữa là phải tạo hình nhằm che lấp huyết hỗn để lại sau cắt u. Ngày 21 tháng 6, bệnh nhân E được phẫu thuật. Sau 7 giờ mổ, các bác sĩ đã cắt chọn được khối ung thư, bảo vệ các cấu trúc quan trọng và tạo hình bằng vạt da cơ từ bụng. Bệnh nhân hồi phục tốt, cảm giác nhẹ nhõm và bất đau, tình trạng nhiễm trùng cải thiện nhanh chóng. Sau mổ tốt nhờ phối hợp tốt giữa khoa ung bướu, gây mê và hồi sức sau mổ, đây là lợi thế của các bệnh viện đa khoa chuyên sâu. Khối ung thư nặng 2,7 kg, huyết hỗn sau cắt khối ung thư 23 x 17 cm, bệnh nhân khó khăn nên khoa đã chủ động hỗ trợ một phần chi phí. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Triệu Vũ, trưởng khoa ung bướu, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức khuyến cáo, chị em phụ nữ nên chú ý đến sự thay đổi của cơ thể như khối u hoặc cộ dày lên tại một chỗ trong vú, chảy dịch từ một bên đầu vú, hạch nách hoặc cổ thì nên đến bác sĩ khám, không nên tự ý trích lễ hoặc đắp thuốc, đắp lá lên bướu. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IACR thuộc WHO vừa công bố số liệu về tình hình ung thư tại thế giới và Việt Nam, cho thấy số bệnh nhân ung thư trên thế giới tiếp tục gia tăng với 19,3 triệu ca mới trong năm 2020 so với 18,1 triệu ca trong năm 2018. Số ca tử vong do ung thư cũng tăng tương ứng từ 9,6 triệu ca tăng lên 10 triệu ca. Dự đoán số ca mới sẽ tăng lên 28,4 triệu ca vào năm 2040, 47%, và 16,2 triệu ca tử vong do bệnh ung thư. Tại Việt Nam, tình hình cũng tương tự khi số ca cũng tăng từ 165.000 ca mới vào năm 2018 tăng lên 182.000 ca mới vào năm 2020, và bệnh tử vong do ung thư cũng tăng từ 115.000 người lên 123.000 người sau 2 năm. Đối với phụ nữ, ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam và thế giới. Năm 2020, thế giới ước tính có khoảng 2,3 triệu phụ nữ mắc ung thư vú và 685.000 người tử vong do căn bệnh này và 7,8 triệu phụ nữ đang sống chung với ung thư vú. Tại Việt Nam, số người mới mắc ung thư vú đứng hàng thứ nhất với 21.555 người, chiếm tổng số ung thư ở giới nữ và 9.345 ca chết vì căn bệnh này. Mặc dù là loại ung thư thường gặp nhất nhưng Việt Nam chưa có chương trình tầm soát và phần lớn bệnh nhân đến khám khi bệnh không còn ở giai đoạn sớm. Việc điều trị ung thư vú hiện nay có rất nhiều tiến bộ, với các thuốc mới hiệu quả cao, ít tác dụng phụ, tuy nhiên chi phí luôn là rào cản với các bệnh nhân nghèo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.